Cuộc phẫu thuật của Lâm Húc thuận lợi, Lâm Thiển tạm thời thở phào một hơi. Sau khi tỉnh táo lại, cô lập tức gọi điện cho Lâm Duy Nhất. Cô đang ở đâu? Về chưa? Cô ta đã nói, ban đêm sẽ về đến thành phố B, sẽ đến thăm ba. Lâm Duy Nhất ấp úng một hồi, sau đó không trả lời mà hỏi lại. Phẫu thuật của ba thuận lợi không? Thuận lợi, nhưng không biết có thể tỉnh lại không? Vậy tôi về cũng vô ích. Khi nào ba tỉnh thì báo lại cho tôi. Lâm Duy Nhất, cô vốn dĩ không định về thăm ba đúng không? Sao các người có thể máu lạnh vô tình như thế? Cô thật phiền, ba đối xử với cô tốt như vậy, bây giờ cô chăm sóc ba là đúng rồi. Cô hỏi lại lương tâm của mình đi, chẳng lẽ ba đối xử với cô không tốt sao? Tốt cái gì mà tốt, ông ấy chỉ biết mắng tôi. Từ khi ba mẹ con cô trở về, trong lòng ông ấy đã không còn người con gái là tôi đây. Lâm Duy Nhất, lương tâm của cô để đâu mà ăn nói kiểu này? Ai bảo cô làm chuyện thừa thãi, mẹ tôi cũng mặc kệ tôi. Cô có tư cách gì mà quản tôi, đồ nhiều chuyện. Cô... Lâm Thiển tức đến nỗi không nói nên lời. Càng tức hơn là Lâm Duy Nhất không kiên nhẫn mà cúp máy của cô, tỏ thái độ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Lâm Thiển thật sự cảm thấy đau lòng thay cho ba. Người khiến ông bỏ vợ bỏ con, người mà ông đã dành cho hơn 20 năm tâm huyết, lại vứt bỏ ông trong lúc ông bị bệnh nguy kịch. Còn chuyện gì thê lương hơn? Cô thật sự rất muốn xông tới trước mặt Dung Tử Khâm để hỏi bà ta. Nếu như về già, bà ta bị bệnh liệt giường, Lâm Duy Nhất bỏ mặc bà ta thì tâm trạng bà ta sẽ thế nào? Bà ta sẽ không có ngày già đi sao? Ai có thể bảo đảm rằng mình vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh? Lâm Thiển lặng lẽ bước đi, Cố Thành Kiêu im lặng đi theo sau. Giới kinh doanh này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Cảnh ngộ của Lâm Húc đã sớm truyền đi khắp giới, Cố Thành Kiêu không thể nào không biết. Buổi trưa em chưa ăn gì, bây giờ sắp tối rồi, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé? Lâm Thiển lắc đầu. Tôi không đói. Sao có thể không đói? Vậy tôi không thấy ngon miệng, được chưa? Không thấy ngon miệng thì em cũng phải ăn chút gì đó. Nếu em ngã xuống thì ba em mới thật sự không còn chỗ nương tựa. Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, tức giận hỏi. Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại đối xử với ba tôi như vậy? Bà tôi dốc hết tâm huyết 20 năm vì họ. Tại sao bọn họ lại đối xử với ông ấy như thế? Nhưng hận nhất vẫn là bọn họ y chang như người máu lạnh vô tình. Mắng họ, khiển trách họ mà lương tâm của họ chẳng biết bất an. Không chút gánh nặng trong lòng, vẫn có thể ăn, có thể uống mà sinh sống vui vẻ như thường. Vậy mà ba tôi lại vì loại người đó mà vứt bỏ mẹ con tôi. Tôi thật sự cảm thấy chẳng đáng thay ông ấy, cũng cảm thấy đau lòng thay mẹ tôi. Cố Thành Kiêu muốn khuyên nhủ, nhưng lời đến bên miệng lại hơi do dự. Dù sao, anh cũng là người máu lạnh vô tình trong miệng cô. Sáng nay tôi nhận được điện thoại của luật sư. Ông ấy nói rằng tòa án đã trực tiếp bãi bỏ đơn khởi tố của tôi đối với Dung Tử Khâm. Lý do hủy bỏ khởi tố là vì tôi suy đoán vô căn cứ. Ha ha, với thái độ của Dung Tử Khâm dành cho ba tôi bây giờ, tôi càng thêm chắc chắn rằng bà ta chính là người đã gián tiếp hại chết ông nội tôi. Cố Thành Kiêu nói, chuyện này đúng là em đã quá nóng vội, không đủ chứng cứ, còn rút dây động rừng. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Lâm Thiển có chút mờ mịt. Dung Tử Khâm ngược đãi ông nội tôi sau lưng ba tôi. Chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Tôi không tin ông trời không có mắt, không trừng phạt được loại ác nhân này. Nếu tòa án đã bãi bỏ, thì em tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Ba em là người hiểu rõ câu chuyện, là nhân vật mấu chốt trong chuyện này. Chỉ cần ông ấy tỉnh lại thì tất cả sẽ đâu vào đấy. Lâm Thiển nóng nảy đến nỗi, đứng tại chỗ giẫm mạnh chân hai lần. Tôi cũng mong ba tôi mau tỉnh lại mà. Thế nhưng việc ba hôn mê quá lâu đã đè ép sự kiên cường của cô, làm hao mòn sức chịu đựng của cô. Thậm chí còn từng bước một
phá hủy ý chí và sức lực của cô. Ra khỏi bệnh viện, sắc trời bên ngoài đã tới, Lâm Thiển khép quần áo. Gió đêm đầu xuân vô cùng lạnh lẽo, thổi vào mặt giống như bánh răng xẹt qua vậy. Đường phố vừa mới lên đèn, không khí sầm uất khắp nơi, áp lực không chỗ chút tập kích nội tâm của cô từng cơn. Cố Thành Kiêu không kìm lòng được mà khoác tay lên vai cô, muốn chắn gió giúp cô và cho cô chút ấm áp. Nhưng anh vẫn chưa kịp ôm thì Lâm Thiển đã đẩy anh ra, còn vung nắm đấm lên muốn đánh anh. Tránh xa tôi ra, anh còn dám thừa cơ, tôi chưa sẵn sàng làm chuyện bị ổi với tôi, thì tôi cho anh đẹp mặt đấy. Cố Thành Kiêu giơ hai tay lên, gật đầu lùi về sau hai bước. Lúc này cách đó không xa có một nhóm người chạy xe mô tô phóng nhanh đến. 3-4 chiếc mô tô phân khối lớn xếp thành một hàng, nối đuôi nhau chạy về phía trước. Lâm Thiển cúi đầu bước đi, mang theo đầy phẫn nộ và khó hiểu, hoàn toàn không hề chú ý tới tình huống nguy hiểm sắp xảy ra. Đột nhiên một chiếc mô tô phân khối lớn đi đầu bỗng chạy lệch ra khỏi hàng. Lúc chạy tới gần cô thì tên lái xe chợt chìa tay về phía cô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Thành Kiêu lập tức phóng tới kéo Lâm Thiển lại, nhanh tay lẹ mắt túm chặt cái tay đang chìa ra của tên tài xế, sau đó giật mạnh một cái. A! Tên tài xế ngã lăn ra đất, cú ngã không nhẹ. Chiếc xe ngoẹo đầu sang bên, thân xe ngã ra đất, ma sát trên mặt đường để lại một đường vòng cung lớn. Tia lửa không ngừng bắn ra tung tóe, trong chốc lát chiếc mô tô phân khối lớn đã biến thành một đám lửa bốc cháy hừng hực. Cố Thành Kiêu đỡ Lâm Thiển đứng dậy vội vàng hỏi thăm. Em không bị thương chứ? Không, không có. Lâm Thiển sợ đến choáng váng. Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tên tài xế mặc áo da quần da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen bóng. Hắn xoa mông bò dậy nhìn chiếc xe yêu dấu của mình trong nháy mắt chỉ còn lại đống sắt vụn thì tức giận đến độ cởi mũ bảo hiểm công kích Cố Thành Kiêu. Mày muốn chết hả? Dám chọc ông đây! Tài xế là một tên đầu trọc mặt mũi dữ tợn hung ác. Hắn lùi về sau phất tay một cái hô. Xông lên! Giết chết đám chó đẻ này cho tao! 4 chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại giữa đường quốc lộ. Nghe được mệnh lệnh cả đám đều dùng dao gậy, dốc hết toàn lực. Tính luôn cả tên đầu trọc thì đám bọn chúng có tất cả 7 tên bao vây Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu. Mô tô phân khối lớn bốc cháy rất nhanh, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã cháy chỉ còn trơ khung sắt, trong lúc cháy còn phát ra tiếng nổ bùm bùm. Người qua đường không dám đến gần vây xem mà chỉ tụ tập ở đằng xa quan sát. Có người mặc đồng phục bảo an từ bệnh viện lao ra, lập tức báo cảnh sát. Cả bác sĩ mặc áo blue trắng cũng xông ra, sợ có người bị thương. Cố Thành Kiêu dìu Lâm Thiển, bình tĩnh như thường đứng nguyên tại chỗ. Cho dù bị 7 tên bao vây, nhưng khí chất quý phái của anh vẫn không hề suy giảm chút nào. Anh chỉ tập trung sự chú ý vào Lâm Thiển, giống như 7 tên kia vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Anh thật sự không sợ, mà là khinh thường, không thèm chú ý đến bọn chúng. Lâm Thiển vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị vây khốn ở giữa, nói không sợ là không thể nào. Ánh lửa chiếu rọi lên mặt cô sợ hãi hỏi. Mấy tên này là ai vậy? Lưu manh thôi, có anh ở đây, em không cần phải sợ. Lâm Thiển nín thở, không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Có anh ở đây, em không cần phải sợ. Câu nói này khiến nỗi hoảng loạn trong lòng cô trong nháy mắt ổn định lại. Nhưng cô còn có thể tin tưởng câu nói này, tin tưởng anh không? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 7 tên kia đã giơ dao gậy đánh tới. Luận về võ lực, Cố Thành Kiêu chưa từng thua ai. Hai tay anh che chở cho Lâm Thiển, chỉ dùng một chân thôi cũng khiến bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Tên đầu trọc quan sát trận chiến vừa tức vừa hận, liền vung mũ bảo hiểm trong tay phang về phía Cố Thành Kiêu. Dù sao đối phương cũng đông, Cố Thành Kiêu chỉ lo bảo vệ Lâm Thiển, không hề để ý đến tình hình nguy hiểm sau lưng mình. Nhưng Lâm Thiển nhìn thấy tên đầu trọc cầm mũ bảo hiểm phang tới, không hề suy nghĩ giống như bản năng vậy, vội vàng ôm lấy Cố Thành Kiêu, xoay người đổi vị trí. A! Nón bảo hiểm nện mạnh xuống vai cô. Cô nghe được tiếng xương nứt gãy. Cơn đau đớn dữ dội như kim châm muối sát lập tức ập tới.
Cô đau đến độ gần như sắp ngất đi. Cố Thành Kiêu nhíu chặt mày, nhắm ngay tên đầu trọc, đá cái mũ bảo hiểm về phía hắn. Lúc bỏ chạy, hắn ta ngã ngồi xuống đất, mũ bảo hiểm suýt chút đập trúng đầu. Thiền Thiền! Cố Thành Kiêu ôm lấy Lâm Thiền, nhìn thấy sự đau đớn in hằn trên mặt cô thì quả thật sắp phát điên lên. Rất nhanh cảnh sát đi tới, tên lưu manh các kẻ nào phản ứng nhanh thì cưỡi mô tô vội vàng trốn đi, còn tên nào phản ứng chậm thì bị cảnh sát tóm gọn. Lính cứu hỏa cũng tới, lập tức dập tắt lửa, xe mô tô đã cháy rụi, chỉ còn lại khung sắt. Cố Thành Kiêu bế Lâm Thiền chạy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra, xương vai trái của Lâm Thiền bị nứt xương, cơ bắp cũng tổn thương nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng ít nhất 2 tháng. Nứt xương là bị thương nặng, không có cách chữa trị nhanh, chỉ có thể chăm sóc từ từ. Lâm Thiền nghĩ đến ba mình đang hôn mê bất tỉnh và hai đứa con cần trông nom thì tinh thần thật uể oải và cảm giác quá thất bại. Lúc hai người rời khỏi bệnh viện một lần nữa thì ngoài trời đã tối hẳn. Cố Thành Kiêu không quan tâm ánh nhìn của người ngoài, cứ muốn bế cô. Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được. Em không thể. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, anh kiên trì nói. Lâm Thiền có lòng mà không có sức, vừa cử động là cô liền cảm thấy đau đớn, thở mạnh một chút cũng đau, chứ đừng nói là đối chọi với anh. Cố Thành Kiêu vừa đi vừa nói. Em vì anh mà bị thương, anh nhất định phải chịu trách nhiệm tới cùng, chăm sóc cho đến khi nào em khỏi hẳn mới thôi. Hai mắt anh sáng ngời, giọng điệu nói chuyện không hề giống thương lượng mà là thông báo. Ngồi xe anh đi, ngày mai anh sẽ bảo Trương Khai lái xe em về. Em và bọn nhỏ hãy đến thành để ở. Anh sẽ sắp xếp người chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, em không cần phải lo. Ai muốn ở thành để? Lâm Thiển vừa định phản bác, hơi quay đầu thì lại động đến chỗ bị thương. Sau đó cả bả vai đều đau đớn, cô chỉ có thể bất động chờ cơn đau dịu đi. Cố Thành Kiêu đau lòng khuyên bảo. Em đừng cố chấp với anh. Trước khi em khỏi hẳn thì hãy nghe theo sự sắp xếp của anh. Tôi không đến thành để. Cô nói ỉu xìu. Cố Thành Kiêu dừng lại cạnh cửa xe, ánh mắt thâm tình mà kiên định nói. Anh sẽ để em lựa chọn. Hoặc là anh đến nhà trọ của ba mẹ con em. Người giúp việc, tài xế, quản gia, đầu bếp đều ở lại trong căn hộ của em. Hoặc là ba mẹ con em cùng anh về thành để. Lâm Thiển nghẹn lời. Đây mà là để cô lựa chọn sao? Chuyện này không thể thương lượng. Anh không trực tiếp kéo em đi đăng ký kết hôn đã là nhượng bộ lắm rồi. Lâm Thiển hoàn toàn cạn lời, nhưng cô lại không muốn chuyện gì anh cũng được toại nguyện. Về nhà trọ. Tôi muốn về nhà trọ. Anh đừng tưởng rằng uy hiếp vài câu là có thể khiến cô thỏa hiệp. Cô đã sớm không còn là Lâm Thiển vô tri đơn thuần như năm đó nữa. Cố Thành Kiêu có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng chỉ cần nặng lời mấy câu là có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Cường cường đối đầu, anh vẫn là kẻ thua trận. Anh dừng bước yên lặng nhìn cô. Em chắc chứ? Anh dám bế tôi đến thành để, dám đưa các con của tôi đến thành để, thì tôi dám nửa đêm dẫn bọn nhỏ trốn đi đấy. Lâm Thiển, anh kính em là đáng mặt mày dâu. Dưới sự kiên trì của Lâm Thiển, cuối cùng Cố Thành Kiêu cũng ngoan ngoãn đưa cô về nhà trọ. Phạn Phạn vẫn ở trong căn hộ chờ tin tức. Đầu tiên là chú Lâm đột nhiên bệnh tình nguy kịch, phải giải phẫu, rồi đến Lâm Thiển gặp nạn bị thương bả vai. Cô không giúp Lâm Thiển được gì khác, nên ở trong căn hộ trông nom hai đứa bé. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Phạn Phạn liền đi ra đón. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Thành Kiêu, cô đã trợn tròn mắt. Thủ trưởng Cố. Phạn Phạn ngạc nhiên đến nỗi sắp rơi cằm. Trong điện thoại Lâm Thiển không nói cho cô biết cậu ấy và Cố Thành Kiêu đi chung với nhau. Lâm Thiển hơi thẹn thùng, gương mặt tiều tụy tái nhợt bỗng đỏ ửng, đỏ đến rất rõ ràng. Cố Thành Kiêu bế Lâm Thiển vào nhà hỏi một cách tự nhiên. Bọn nhỏ ngủ rồi à? Vâng, bọn nhóc ngoan lắm, đã đi ngủ từ sớm rồi. Ừ, cảm ơn cô. Cũng muộn rồi, cô mau về nhà đi, đi đường cẩn thận. Phạn Phạn nhìn sang Lâm Thiển dò hỏi.
Tớ thật sự có thể về sao? Lâm Thiển vội nói chen vào. Người nên về là anh mới phải, hôm nay Phạn Phạn ở lại đây với tôi. Em vì cứu anh mới bị thương, anh phải chăm sóc cho em và bọn nhỏ, đây là trách nhiệm của anh. Anh cũng đã cứu tôi mà, cho nên tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh về đi. Bị đuổi trước mặt người ngoài, Cố Thành Kiêu thật có chút mất mặt. Người khó xử nhất chính là Phạn Phạn, cô nghĩ thầm trong bụng. Bảo sao, dạo này Triệu Húc Nghiêu cứ toàn đăng mấy lời thất tình đau khổ vào nhóm bạn bè. Hóa ra là thủ trưởng Cố ngóc đầu trở lại. Cũng bởi vì Cao Kỳ Khâm nên Phạn Phạn biết được những năm tháng bọn họ nằm vùng nguy hiểm và vất vả cỡ nào. Cô đã có thể tha thứ và kết hôn với Cao Kỳ Khâm, cho nên cô tin rằng việc Lâm Thiển tha thứ cho thủ trưởng Cố chỉ là vấn đề thời gian. Thế là cô biết điều nói. Cậu Thiển à? Thật ra tớ vẫn chưa nói cho cậu biết. Hôm nay Cao Kỳ Khâm được nghỉ, giờ này anh ấy đang chờ tớ ở nhà. Hả? Vậy sao cậu không nói sớm? Lâm Thiển vô cùng áy náy, bởi vì chức vụ Cao Kỳ Khâm không thể mỗi ngày đều về nhà giống như Cố Thành Kiêu. Cậu ta là bộ đội thường trú, chỉ được về nhà trong thời gian quy định. Bọn họ vừa mới cưới nhau mà lại ở riêng hai nơi. Đương nhiên phải trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau hơn những cặp vợ chồng bình thường khác. Phạn Phạn, tớ đã về rồi. Vậy cậu mau về đi. Về đến nhà cậu nhớ nhắn tin cho tớ. Đi đường cẩn thận. Phạn Phạn gật đầu, mặc áo khoác vào, đeo ba lô lên lưng. Cậu Thiển, ngày mai tớ sẽ trở lại thăm cậu. Được, hôm nay làm phiền cậu rồi. Không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Tớ về đây. Nói rồi Phạn Phạn nhìn sang Cố Thành Kiêu ra hiệu bằng ánh mắt. Cố Thành Kiêu ngầm hiểu. Phạn Phạn, cảm ơn cô. Về nhà cẩn thận. Anh hiểu được ý tứ của Phạn Phạn. Muốn cắt đứt viện trợ bên ngoài của Lâm Thiển thì ngày mai phải cho Tiểu Cao Tử nghỉ lễ thời gian dài. Sau khi Phạn Phạn ra về, Lâm Thiển cố chịu đựng đau đớn trên vai, bước vào phòng ngủ nhỏ, nhìn bọn trẻ. Nam Nam và Bác Bác ngủ rất sâu, thấy dáng vẻ ngủ say sưa của chúng, đáy lòng Lâm Thiển chợt dâng lên nỗi áy náy. Bọn nhỏ ngủ hết rồi, chúng ta ra ngoài đi, đừng đánh thức chúng. Cố Thành Kiêu dìu Lâm Thiển ra khỏi phòng ngủ nhỏ, đến sát mép sofa, rồi từ từ đỡ cô ngồi xuống. Lâm Thiển biết có đuổi anh cũng không đi, cho nên cô chẳng muốn phí công làm gì. Bây giờ thật sự cô rất rất đau, ngay cả hô hấp cũng đau, chứ đừng nói chi đến chuyện tranh cãi, nổi giận ầm ĩ. Cô ngồi trên sofa, ngắm dáng vẻ bận rộn của Cố Thành Kiêu trong bếp, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Giờ nghĩ lại mà cô vẫn còn sợ, lỡ như mũ bảo hiểm không đập trúng bả vai mà trúng gáy, vậy chẳng phải cô đi đời nhà ma luôn sao? Nếu đúng là như thế thì Bác Bác và Nam Nam phải làm sao đây? Trước kia quả thật cô không sợ trời, không sợ đất. Thấy chuyện bất bình hoặc kẻ yếu bị hiếp đáp, cô sẽ lập tức rút dao tương trợ. Nhưng từ khi có con cô rất sợ chết, biết trân trọng mạng sống hơn, rời xa hết thảy thị phi. Cô vẫn không thể nào tin được mình lại liều mạng, chắn tay ách thay người khác như đêm nay. Chẳng lẽ vì người đó là Cố Thành Kiêu sao? Đang nghĩ đến đây, Cố Thành Kiêu bỗng nhìn thoáng về phía cô, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp. Lâm Thiển vội hất đầu sang một bên. Muốn nhìn thì cứ nhìn đàng hoàng, em ngại ngùng cái gì? Tôi không phải ngầm thỏa thuận đâu, chỉ không muốn nói chuyện thôi. Em xem em bây giờ đã bị thương, mặc dù có thể cố chịu cho qua, nhưng bọn trẻ vẫn cần có người chăm sóc đúng không? Cố Thành Kiêu bắt đầu lấy hết sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh của cô ra nấu. Em cũng đừng mở miệng bảo anh đi mau hoặc cút đi. Anh sẽ không vì lời nói một đằng làm một nẻo của em mà rời khỏi đây đâu. Anh đâu phải đồ ngốc. Anh đâu phải đồ ngốc, anh chỉ vô lại thôi. Nhất định trong lòng em đang mắng anh vô lại, đúng không? Lâm Thiển ngẩn ra. Ha, anh đoán đúng rồi. Thật ấu trĩ. Kỳ thật em mắng anh vô lại là không đúng. Tối hôm đó là em chủ động, em biết không? Lưu manh. Anh đã mệt chết rồi, lại bị em say rượu làm bậy. Xong chuyện còn bị em mắng vô lại.
Không thể vì em là nữ, anh là nam mà cứ khăng khăng là anh làm gì em. Đây rõ ràng là cưỡng chế, đạo đức mà. Vô liêm sỉ. Có điều em yên tâm, anh sẽ không truy cứu trách nhiệm, anh chỉ ăn vạ thôi. Lâm Thiển nhắm mắt lại, không thèm mắng anh nữa. Sau một hồi lải nhải, Cố Thành Kiêu trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói năng đứng đắn. Lâm Thiển, anh sai thật rồi, chắc là em rất tức giận. Nhưng mà cho dù em có giận anh thế nào đi nữa, sau khi giận đủ rồi thì hãy tha thứ cho anh. Bọn trẻ còn nhỏ, chúng cần một gia đình yên ổn trọn vẹn. Em tức giận là chuyện của em, nhưng vì hai đứa bé em hãy suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thiển không thể nhẫn nhịn nổi nữa, rốt cuộc quát một câu. Bọn nhỏ không phải là con anh. Cố Thành Kiêu đáp trả một câu. Con em chính là con anh. Lâm Thiển hít sâu một hơi, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi. Có phải anh đã điều tra rồi không? Điều tra? Điều tra cái gì? Anh biết tôi đang nói gì. Cần gì phải điều tra, chỉ cần bọn nhỏ là con em thì chính là con anh. Cha hay không cha đều giống nhau, đúng không? Lâm Thiển không bới móc được, ngược lại càng khiến mình bực bội thêm. Suốt cả đêm Lâm Thiển ngủ trong phòng, Cố Thành Kiêu trải đệm ngủ ngay bên cạnh. Cô đau không ngủ được, anh lập tức dùng lực vừa phải, xoa nhẹ bả vai cô, hình như đã xoa hết cả đêm. Cuối cùng cô chẳng biết anh đã ngủ dưới đất hay trên giường, hoặc là cả đêm không ngủ. Cô chỉ biết lúc mở mắt ra thì ánh mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Bạn trẻ không còn ở trong nhà, không gian vắng lặng. Lâm Thiển muốn ngồi dậy nhưng cố gắng vài lần mà vẫn không được. Dường như sau giấc ngủ, cô cảm giác vết thương còn đau đớn khó chịu hơn cả lúc mới bị thương. Nhúc nhích đau, nằm cũng đau. Cửa phòng mở ra, Cố Thành Kiêu nghe thấy tiếng động bên trong nên vội đi vào. Đừng động đậy, đừng động đậy, đau lắm phải không? Đau. Em mau uống thuốc đi, bác sĩ nói 2 ngày đầu là khó chịu nhất, cho nên đã kê đơn thuốc giảm đau cho em. Em uống vào sẽ đỡ hơn. Lâm Thiển lặng lặng thở dài. Cô không muốn lúc nào cũng nhìn thấy Cố Thành Kiêu lợn lờ trước mặt. Nhưng thật sự tình hình bây giờ không có anh là không được. Cố Thành Kiêu bưng cháo đến kèm theo một chiếc ống hút to, vừa chu đáo vừa săn sóc. Em không cần lo cho bọn nhỏ. Trương Khai sẽ đón chúng về. Nếu Tiểu Thụ Miêu mở cửa lại, anh sẽ đăng ký 2 lớp năng khiếu cho chúng. Sau giờ tan học anh sẽ đưa 2 đứa về ngay. Em yên tâm, lớp năng khiếu đều đã thông qua sự đồng ý của Nam Nam và Bác rồi. Nam Nam sẽ đăng ký 2 khóa vũ đạo, Bác là 2 khóa dương cầm. Bọn nhỏ thích thì cứ xem như học chơi. 6 giờ đón về, không ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi, cũng không ảnh hưởng em và bọn nhỏ gặp mặt. Em đừng có bảo luyến tiếc cái gì. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chờ em khỏe lại rồi, em muốn ôm bọn nhỏ mỗi ngày cũng được. Em không cần lo lắng. Sáng nay bệnh viện đã báo tin, ba em đã qua khỏi, mọi chỉ số đều bình thường. Anh nghĩ nhất định ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nghe Cố Thành Kiêu nói đến đây, bất giác nước mắt Lâm Thiển trào ra. Lúc bị bệnh là lúc con người ta yếu đuối nhất. Tất cả ngụy trang kiên cường đều hóa thành hư ảo trước mặt người thân thiết. Đúng vậy, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật không thể phủ nhận một điều. Ngoại trừ ba và con, Cố Thành Kiêu là người gần gũi với cô nhất. Cố Thành Kiêu giúp cô lau nước mắt nói tiếp. Thiển Thiển, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng gì hết, biết không? Lâm Thiển nhắm mắt, ngoảnh mặt đi, không biết nói gì, cũng không muốn nói, vừa nói đã đau thêm. Thấm thoát 3 ngày đau đớn trôi qua, rốt cuộc Lâm Thiển đã có thể tự rời giường, cả người cũng linh hoạt hơn nhiều. Cố Thành Kiêu, đầu tôi ngứa, bắt buộc hôm nay phải gội đầu. Vậy thì chỉ đành gội khô thôi, em đến đây ngồi chỗ này. Lâm Thiển bị anh kéo đến nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, anh vừa vẩy nước vừa xoa bọt. Lần đầu tiên anh giúp người khác gội đầu, vì không có kinh nghiệm nên bọt chảy thành nước liên tục chảy vào trong cổ cô. Lâm Thiển bất mãn nói, anh giúp tôi gội đầu hay là giúp tôi tắm vậy? Em muốn tắm cũng được. Nào nào nào, vào phòng tắm vòi sen, anh xối nước cho em cũng tiện hơn.
Lâm Thiển xoay người liếc mắt khinh thường. Anh... cút ra ngoài. Ha ha, anh không lăn. Sao có thể lăn dễ như vậy được? Anh đâu phải là quả bóng. Lâm Thiển vừa tức vừa buồn cười, ánh mắt nhìn anh khinh bỉ. Đường đường là thủ trưởng sĩ quan quân đội, nói chuyện cũng thật tức cười. Sao, thoải mái chưa? Cảm ơn. Khóe miệng của Thành Kiêu hơi nhếch lên. Thông qua chiếc gương, Lâm Thiển nhìn thấy nụ cười của anh, cô không nhịn được cũng cười theo. Đại nạn không chết ắt có phúc báo. Chỉ có trong nghịch cảnh, con người mới có thể nhìn thấu được trái tim mình, mới có thể đưa ra lựa chọn mà bản thân mong muốn nhất. Được Cố Thành Kiêu dốc lòng chăm sóc, Lâm Thiển thuận lợi vượt qua tuần lễ gian nan nhất. Chẳng những anh chăm sóc tốt cho cô, mà còn lo lắng cho bọn trẻ rất tỉ mỉ, không phiền Lâm Thiển phải bận lòng. Tay Lâm Thiển vẫn chưa thể xách vật nặng, nhưng ít nhất đã có thể tự lo sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Sáng sớm hôm đó, Cố Thành Kiêu đang làm bữa sáng thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Alo, mẹ, có chuyện gì? Thành Kiêu, mấy ngày nay con có rảnh không? Cố Thành Kiêu cố ý quay đầu, liếc mắt nhìn Lâm Thiển một cái. À, gần đây con rất bận, sao vậy? Mẹ thấy con lâu quá không về nhà, ba con rất nhớ con. Gần đây ông ấy lại bị tức ngực, mẹ bảo ông ấy đi bệnh viện một chuyến nhưng ông ấy không chịu. Sao lại thế? Tốt nhất nên đến bệnh viện một lần cho yên tâm. Thế này đi, lát nữa con dẫn ba đến bệnh viện kiểm tra. Trong điện thoại, Diệp Thiến Như vui vẻ nên nói chuyện cũng có tinh thần hơn. Thật không? Thật, con không lấy chuyện này ra đùa đâu. Sức khỏe ba quan trọng, nhất định con sẽ về. Được rồi, ba mẹ chờ con. Vâng. Cúp điện thoại, anh mang bữa sáng lên. Nam Nam, bác, rửa mặt xong chưa? Ăn sáng này. Nói gì thì nói, anh vốn có uy sẵn nên hai đứa bé vô cùng nghe lời. Một câu anh nói bằng 10 câu của Lâm Thiển. Trước đây mỗi lần Lâm Thiển bảo bọn trẻ đánh răng rửa mặt, lúc nào chúng cũng chẳng làm xong, cứ nũng nịu một hai đòi mẹ làm. Bây giờ thì hết rồi. Cố Thành Kiêu nói một câu, bọn trẻ lập tức cun cút đi rửa mặt, lại còn làm vừa nhanh vừa chuẩn. Lúc ăn cơm cũng vậy, rõ ràng Nam Nam ở nhà trẻ có thể tự mình ăn, nhưng khi ở nhà thì cứ đòi đút. Bây giờ Cố Thành Kiêu chỉ cần hô một câu, ăn cơm, cô nhóc chạy còn nhanh hơn cả anh trai, tự giác chủ động cầm thìa xúc ăn. Về điểm này, Lâm Thiển tự thấy mình không bằng. Cố Thành Kiêu nói, hôm nay anh đi ra ngoài một chút, em ở nhà một mình không sao chứ? Thật ra Lâm Thiển cũng nghe thấy cuộc điện thoại lúc nãy của anh. Không thành vấn đề, anh vẫn nên thường về nhà ba mẹ đi. Tôi không sao. Cô nghĩ thầm, nếu mẹ anh biết cả ngày anh ở nhà cô làm nô lệ, không chừng lại mắng cô tả tơi lần nữa. Được rồi, ăn sáng xong, anh sẽ đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Chờ chiều chúng tan học thì đón trở về luôn. Em ở nhà một mình buồn chán thì có thể đi xuống dưới lầu tản bộ. Anh lo chuyện của anh đi, ít lo chuyện Mao Đồng. Tôi không phải trẻ con 3 tuổi. Thế hả? Được thế thì tốt. Trước mặt bọn trẻ, Cố Thành Kiêu cố ý dùng ánh mắt trắng trợn nhìn cô đăm đăm. Nhìn đến nỗi, cô mặt đỏ tim đập vô cùng thẹn thùng. Lâm Thiển trừng mắt bĩu môi, bộ dạng hung ác ngầm cảnh cáo. Đừng có chọc giận bà cô đây. Cố Thành Kiêu khẽ lắc đầu, thoáng nở nụ cười. Rất xem thường kiểu người miệng cọp gan thỏ, dùng dáng vẻ hung ác dọa dẫm người khác như cô. Bác nhìn thấy hết, chậm rãi nói. Mẹ, bây giờ mẹ là bệnh nhân. Chú Tiểu Mã chỉ quan tâm mẹ thôi. Mẹ phải biết tự chăm sóc mình, thế thì chúng con mới bớt lo lắng. Lâm Thiển nghĩ, này, tên nhóc thối, dám giáo huấn cả mẹ con hả? Cố Thành Kiêu xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của bác khen ngợi. Bác nói đúng, thưởng cho bác một lần đi thuyền thám hiểm. Hai người ăn ý vỗ tay nhau hoan hô, Nam Nam thấy thế cũng duỗi bàn tay nhỏ xíu ra nói. Cháu cũng muốn. Cố Thành Kiêu đáp ứng hết mọi yêu cầu của bọn trẻ. Anh lại vỗ tay với Nam Nam một cái,
Hình ảnh hai đôi bàn tay một lớn một nhỏ vỗ vào nhau thật sự rất ấm áp. Tuy rằng ngoài miệng Lâm Thiển đố kỵ, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Đây không phải là hình ảnh cô hằng mong ước bấy lâu ư? Sau khi Cố Thành Kiêu đưa hai đứa trẻ đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Thiển. Nói thật, bảo cô một mình nhàn rỗi ở trong nhà là cô sẽ chán chết. Sau khi Cố Thành Kiêu đưa Bác Bác và Nam Nam đến nhà trẻ, thì lái xe đến thẳng nhà tổ họ Cố. Trong sân, anh nhìn thấy hai chiếc xe đang đỗ. Một chiếc là của bác sĩ Trương, chiếc còn lại thì anh chưa thấy bao giờ. Bác sĩ Trương, sức khỏe ba tôi thế nào? Cố Thành Kiêu vừa bước vào, đã sốt ruột hỏi. Lúc sáng mới nghe nói ba bị tức ngực, lúc này đã thấy có quân y ở trong nhà, khó tránh anh lo lắng. Bác sĩ Trương cười cười nói. Vừa đúng lúc mới khám bệnh cho ông ấy xong, chẳng qua là do đột ngột từ Nam Hải trở về, lại đúng lúc giao mùa, ông ấy không kịp thích ứng với thời tiết, có tức ngực cũng là bình thường, cậu không cần lo lắng quá. Lúc này Cố Thành Kiêu mới yên lòng. Tốt quá, phiền bác sĩ Trương rồi. Bác sĩ Trương không nán lại lâu, dặn dò một ít việc cần chú ý rồi ra về. Diệp Thiến Như vẫy tay gọi. Con trai, đến đây, ngồi xuống đi. Thật ra Cố Thành Kiêu vừa vào nhà đã chú ý tới hai vị khách trong phòng. Một người hơi lớn tuổi và một người còn khá trẻ. Anh không hiểu phụ nữ lắm nên không dám đoán tuổi tác, cũng không dám đoán quan hệ giữa hai người. Đây là chị Tuệ, con còn nhớ không? Diệp Thiến Như nhắc như thế, Cố Thành Kiêu mới nhìn thoáng qua người phụ nữ hơi lớn tuổi kia. Tào Tuệ Hân. Tào Tuệ Hân nở nụ cười. Phải, là chị. Thật không ngờ em vẫn còn nhớ. Cũng khoảng 20 năm không gặp rồi. Đúng vậy, chị Tuệ chẳng thay đổi chút nào. Cố Thành Kiêu không hề nói ngoa. Dù là khuôn mặt hay vóc dáng cũng đều được Tào Tuệ Hân bảo dưỡng rất tốt. Nếu không anh cũng sẽ không nhận ra ngay được. Tào Tuệ Hân nói. Già rồi, em xem. Con gái chị cũng lớn thế này rồi. Diệp Thiến Như. Hai người giống hệt như chị em gái, đâu có giống mẹ con. Thành Kiêu, cô bé này là Diệu Diệu, con nhớ không? Dựa theo vai vế, con bé là cháu gái của con đấy. Cố Thành Kiêu gật đầu xác nhận coi nhớ. Cô bé tên Diệu Diệu này có vẻ còn nhỏ tuổi, không biết đã trưởng thành chưa? Trước đây ba của Tào Tuệ Hân và Cố Nguyên là chiến hữu. Lúc ấy bọn họ còn ở trong cùng một khu nhà tập thể. Sau này ông Tào bị thương trên chiến trường. Cả nhà bọn họ phải chuyển đến trại an dưỡng ở Hải Nam. Lúc chuyển nhà, Tào Tuệ Hân chỉ mới 20 mấy tuổi. 20 năm qua, chị ta cũng không thay đổi gì nhiều. Trước đây nhà họ Cố và nhà họ Tào thường xuyên qua lại. Sau này nhà họ Tào chuyển đến Hải Nam, hai nhà dần dần ít liên lạc hơn. Lần này Cố Nguyên đến Hải Nam liên lạc lại với bạn cũ, cho nên quan hệ hai nhà mới được nối lại. Chị Tuệ, bác Tào vẫn khỏe chứ? Ông ấy vẫn khỏe, giờ đang ở Hải Nam, không khí nơi đó tốt lắm, rất thích hợp để dưỡng lão. Diệp Thiến Như. Phải đó, con xem ba con đi, mới rời đi một thời gian mà đã không khỏe rồi. Tào Tuệ Hân tỏ vẻ kinh nghiệm tràn trề. Đúng vậy ạ, mấy năm trước ba cháu có trở về đây vài lần, mỗi lần về đều bị viêm khí quản, sau này ông dứt khoát không chịu về nữa. Họ hàng thân thích cũng lần lượt chuyển đến Hải Nam, cho nên khi Diệu Diệu thi đỗ đại học thì nhà cháu mới về lại vài lần. Diệp Thiến Như kéo Diệu Diệu khích lệ, còn nháy mắt với Cố Thành Kiêu. Thành Kiêu, năm ngoái Diệu Diệu vừa mới thi đỗ đại học B, con bé là tuyển sinh đặc biệt khoa thể dục nhịp điệu. Là quán quân toàn quốc nhưng vẫn dựa vào thực lực của mình để thi đỗ đại học B. Tất cả tủ trang trí trong nhà đều bày đầy cúp huy chương. Còn thấy cháu nó giỏi không? Cố Thành Kiêu vừa thấy dáng vẻ bà Mai của mẹ thì đã hiểu ra chân tướng. Khụ. Cổ họng anh nghẹn một búng máu to, suýt nữa thì phun ra.